người. Xin chào quý vị và các bạn. Nói do công việc nên tại mình đến hơi muộn. Trận đấu giữa hai đội FC Real Tobama và FC Tín Phát đã bắt đầu cách đây được 5 phút. Vâng, mới vào đầu trận thế nhưng không khí là rất sôi nổi và quyết liệt của hai đội. Di Hoàng được pha đánh đầu không hiểm hóc của Di Hoàng. Trên màn hình của quý vị và các bạn chúng đang quan sát FC Tín Phát mặc đồng phục quần áo màu trắng đen bảo vệ cầu môn bên phía tay phải, và Real Tobama là đồng phục truyền thống màu trắng đỏ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Nhà thủ ba đang dồn bóng lên. Thế Quốc chỉ bóng cho Đình Kính, trả bóng cho Đình Tùng, không được. Tự nhiên bóng đã ra ngoài. Ở trên bản đấu cùng giờ là đội U23 Real Tobama gặp FC VN FFC. Đây, tôi chỉ quay kép một tí thôi. Hiện tại là trận đấu bên này đang nhịp đấu là khá nhanh nên là không thể lơ là. Ơi là sao? Được thôi em đi. Đình Tùng là người thì xuất phát. Di Hoàng không được và đỡ bóng khá hụt của Di Hoàng. Huấn luyện viên trưởng của Real Tobama là trong lúc quay thì bên FC Tín Phát đã có một bàn thắng khá là bất ngờ. Có lẽ một phần là do thời tiết khá nắng nên tầm nhìn của thủ môn quan sát là không được chính xác. Vâng, liên tục là những lời cổ động viên rất vang của cổ động viên bên Tín Phát. Bóng vẫn đang trong chân Real Tobama. Mất bóng rồi. Văn Trang, Thế Quốc. Và nỗ lực lấy bóng của Thế Quốc, thế nhưng có lẽ là một lỗi cao chân. Đài đã thổi phạt. Bóng đã vào tay của Đình Tùng. Vâng, đã dẫn được 1-0 nên các cầu thủ Tín Phát tỏ ra khá tự tin. Họ luôn luôn chuyền những đường bóng dài và tấn công vào phía trung lộ. Thêm một tình huống lỗi của thủ môn. Môn Minh Tân ngày hôm nay có lẽ là do thời tiết nắng. Do sân vận động nằm ngay giữa trung tâm, xung quanh rất nhiều các tòa nhà dân sinh sống nên ban tổ chức hạn chế cổ động viên hô. Chúng ta cổ vũ trong tinh thần vui vẻ nhưng cũng cần điềm tĩnh. Bên Tín Phát này máu lên. Văn Trang. Bóng vẫn trong sân. Ta nỗ lực lấy bóng của cầu thủ mang áo số 6. Bình Phương. Đình Tùng là người thực hiện sút phạt. Đình Kính băng lên thế nhưng không kịp. Đình Tùng đưa bóng vào. Một pha nhả bóng có ý đồ của Đình Kính thế nhưng không có cầu thủ nào đón từ phía sau. Bóng lên ơi, bóng lên em ơi.
lên, bóng lên. Điên, điên, điên. Thế Quốc. Lên em ơi. Đình Tùng. Bật chân, sút xa, không được. Và sút xa bắn vào đúng khung thành thủ môn của Văn Tràng, thế nhưng cú sút là không được mạnh so với thủ môn bên phía Tiến Phát. Bảy chân rồi, mà tấn công. Sút xa. Không có gì nguy hiểm. Minh Phương. Đình Tùng. Phá truyền có ý đồ của Đình Tùng dành cho Thế Quốc. Anh ơi, nhớ cộng 5 rồi nhá. Cộng 5. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Tiến Phát. Và qua người rất lắt léo của cầu thủ áo số 10 bên phía Tiến Phát. Nhà Tô Ba đã lấy được bóng. Đình Kinh. Vâng, Tiến Phát có ngày hôm nay tỏ ra rất vượt trội so với những trận giao hữu lần trước mà hai đội đã từng gặp. Ngày hôm nay theo tôi quan sát được tinh thần của các cầu thủ bên phía Tiến Phát là rất nỗ lực và kỹ thuật của họ được nâng cao khá bền bỉ. Có lẽ là thời gian qua họ tập luyện bài bản và rất tốt. Dường như vẫn là những con người ấy, những cầu thủ ấy, thế nhưng những đường truyền tỏ ra sắc nét và những đường tấn công rất lợi hại. Đình Tùng là người xuất phát. Minh Phương phá lấy vào bóng rất có ý đồ của Minh Phương. Thêm một xuất phạt dành cho Đen Thôi. Đây là cha là mẹ. Sự pin dành cho các cầu thủ bên Tiến Phát. Một tình huống bắn pin rất có ý đồ đúng vào trung lộ. Thế nhưng lần này Quân Minh Tân không hề mắc sai lầm như những lần trước. Anh đã có một cú đẩy bóng ra. Đình Kinh. Văn Trang. Vẫn là Văn Trang. Không được, mất bóng rồi. Đình Kinh, Bình Phương, Văn Trang, Đình Tùng, vẫn là Đình Tùng, không được. Và đang phản công, pha qua người rất đất leo của cầu thủ mang áo số 5 bên phía Tiến Phát. Cầu thủ bên số 10 bên Tiến Phát đã bị đau. Đã có lỗi xảy ra và FC Tiến Phát được hưởng một quả sút phạt. Vâng, cầu thủ áo số 10 tỏ ra rất đau. Một giải đấu mang tính chất giao hữu, thế nhưng tinh thần đồng đội và tình đoàn kết của các cầu thủ luôn nâng cao. Em đang bấm rồi. Ok. Tuấn này ok. Thôi bu sao mà. Có bu ra. Em bấm bu ra rồi. Ok.
Thôi Thoại ơi, ra ngoài đi. Thanh Người đây. Vâng, gần cuối hiệp 1 và tỷ số trọng tài Thanh Người đang là 2-0 nghiêng về phía FC Tín Phát. Cầu thủ áo số 10 có lẽ không thể tiếp tục được. Bên bàn huấn luyện Tín Phát đang giáo dấu Thanh Người. Phạt dành cho FC Tín Phát, sút xa. Bắn rất xa. Và bóng bay vào đúng phía nhà dân. Vâng, trận đấu đang tiếp tục diễn ra. Thầy Quốc không được. Liên tục là những pha bắn bóng từ xa của các cầu thủ Tín Phát. Bước sang những phút cuối cùng của hiệp 1 khi có bóng trong chân với lợi thế đang dẫn trước. Những tình huống sút xa bắn thẳng ngay về phía cầu môn Rentova là một tình huống rất dễ hiểu. Khi mà đã có điểm trong tay thì bảo toàn được điểm số luôn là một sự lựa chọn hoàn hảo mà các đội cần phải phát huy. Mới hiệp 1 thôi mà. Bạn Trang chuyển bóng lên cho Thế Quốc. Duy Hoàng có bóng rồi, sút đi, không được. Một pha xử lý khá chậm của Duy Hoàng. Đã có một tranh cãi trong sân đấu. Vâng, đã có tranh cãi. Có lẽ là do một tình huống cố định của Duy Hoàng vào thủ môn. Thời tiết khá nóng, hai đội cần phải bình tĩnh. Vâng, đang truyền hình trực tiếp lên các đội cần giữ bình tĩnh. Bóng vẫn trong chân kiểm soát của cầu thủ bên Tín Phát. Và còn một phút bù giờ nữa là kết thúc hiệp đấu thứ nhất giữa hai đội Real Toma và FC Tín Phát. Tỉnh kính Thế Quốc chuyển bóng lỗi rồi. Và sút bóng lên. Thủ môn Minh Tân đã kịp thời băng lên đẩy bóng ra. Bật Trang. Thế Quốc đưa bóng vào cho Duy Hoàng. Sút nào? Không được rồi, một pha nhả bóng khá nhẹ của Duy Hoàng, không có cầu thủ nào đứng khoảng trống trong đấy. Đúng, Thế Quốc. Vẫn đang định thông. Phạt góc dành cho Real Toma.
Không được. Anh ơi, anh hết rồi. Vâng, thời gian nhịp đấu thứ nhất chỉ còn tính bằng giây. Vâng, cũng là đúng lúc trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu thứ nhất giữa hai đội Real Toma và FC Tifat. Ở trận đấu thứ nhất này, kết quả nghiêng về đội FC Tifat với tỷ số là 2-0. Xin chúc mừng các cầu thủ FC Tifat. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình. Chương trình trực tiếp của chúng tôi sẽ tiếp tục sau ít phút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.